Dịch vụ Logistics là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn, đóng vai trò quan trọng. Do đó, việc đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp, tạo thêm nhiều cơ hội trong việc chia sẻ kinh nghiệm cũng như tạo dựng niềm tin lẫn nhau, qua đó hình thành mạng lưới tiêu thụ có năng lực dẫn dắt thị trường. Tại Hội thảo Phát triển Thị trường Dịch vụ Logistics cho Doanh nghiệp do Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Báo Công Thương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã nhấn mạnh Năm 2020 được đánh giá là một trong những năm khó khăn cho nền kinh tế nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng. Hiện nay, 95% các doanh nghiệp logistics Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, quy mô hạn chế cả về vốn và nhân lực cũng như kinh nghiệm hoạt động quốc tế, chưa có sự liên kết giữa các khâu trong chuỗi cung ứng logistics và giữa doanh nghiệp dịch vụ logistics với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại hội thảo hầu hết các ý kiến của doanh nghiệp giới chuyên gia đều khẳng định dịch vụ logistics là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành logistics góp phần nâng cao giá trị hàng hóa việt ngay tại hội nghị nhiều biên bản hợp tác giữa các tổ chức doanh nghiệp việt nam đã được ký kết để nhằm thương mại hóa dịch vụ logistics trong thời kỳ hội nhập